Xin chào tất cả mọi người. Gọi cho ông đi xem. Đội tình chồng con xin chào. Đội tình chồng con xin kính chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu đây là một bộ trường độc tích. Trường vai nặt độc tích lấy nền. Độc tích tứ dân. Bộ trường vụ ta cũ. Độc tích tứ dân. Mọi người có thể nhìn được cái đường nét chi tiết và góc cạnh. Năng nào ấy chứ không phải nhà em. Con ở đây là bộ. Dạ. Hết rồi. Cứ vậy đi thôi. Đây là bộ trường tích cư dân. Độc khá là sắc nét và chủ viên. Có thể nhìn thấy hình dáng người rất cân đối. Và nấy nền rất là thẳng phiu. Mịn màng, đánh mịn màng. Chất gỗ cụ ta cũ thì mọi người đều có thể cảm nhận và biết được rằng đây là một chất gỗ rất là tanh, gỗ và bền, khỏe khoắn, tạo cho một bộ ghế có dáng. Đây là chi tiết của phần nô tay này mà chúng tôi làm cũng khá là kỹ lưỡng. Đây là khung cảnh hai ông cháu đang dắt nhau đi chơi tung tăng dưới gốc cây tùng. Mình thì cảm nhận được từng đường nét đục. Còn người nghệ nhân đục và sau đó cạo não rất là kỹ lưỡng. Rất là sạch. Phần bộ ghế của phần mộc của bộ ghế được làm rất là vuông, được kê từng góc vuông và góc cạnh đều, mọi thứ đều rất cân đối. Và những đường soi chỉ này đều được chúng tôi nạo phẳng, sau đó mới chà nhám tạo cho một đường phẳng phiu, sờ rất là mịn tay và mát. Đây là phần rượu chữ ghế. Ở phía sau chúng tôi đục hình tượng cuốn thư trên nền chữ triện. Đây là nền chữ vạn, xin lỗi, đây là nền chữ vạn, cuốn thư trên nền chữ vạn. Chữ vạn rất là chữ vạn trong chúng ta đã được sử dụng rất nhiều trong mọi việc của cuộc sống thường ngày. Một bộ ghế trường kỷ vai nặt này của chúng tôi là được vì cái nguyên liệu vụ cũ này rất quý hiếm, cho nên chúng tôi đã chế tác rất cẩn thận. Chúng tôi luôn cẩn trọng, rất cẩn trọng, bởi vì những cái nguyên liệu quý hiếm này thường chúng tôi chế tác rất cẩn trọng. Từng đường nét, từng góc cạnh để cho bộ ghế khi hoàn thiện nên cân đối và chu viên nhất có thể. Và đây là phần vai tượng của bộ ghế. Vậy thì cái này chúng tôi đụng một số chi tiết khiến cho bộ ghế trở nên kỹ hơn, kỹ thuật hơn rất là nhiều. Bộ ghế ở góc cạnh này, góc nhìn này chúng ta có thể nhìn thấy tổng thể của bộ ghế rất là trông rất là
tinh tường và bắt mắt. Mọi cái bạn có thể nhìn những cái nô đục trên vai vai nặt của bộ ghế đó, đó những cái nô này trông bộ ghế tổng thể từ xa cảm nhận rằng trông rất là hài hòa, cảm giác nó có một vẻ đẹp khác biệt so với những cái bộ khác. 3 nhỉ. Ở trên thì bãi tiền ở dưới hầm. Nằm sau hầm tiền. Cái bờ. Với đứa hả cả. Thầy ba. Ừ, nhìn đi ăn. Không thể chấp nhận được. Ok, cái ba ở bên đấy, ba hãy cùng ba, ba chung cùng ba. Chi tiết ngay cả chi tiết bên hông như này chúng tôi đều được chạm rất kỹ, có thể nhìn đây, chúng ta đưa máy quay xuống đại sát để nhìn này, đó, con chim đang đậu trên cây tùng, trông cành tùng xà xuống chĩu lại. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc và làm nhiều mình.